Chào mọi người, mình đang trên đường đến cái nơi mà gọi là nghĩa trang thai nhi và cái nhà tạm lánh cho những cái chị em mà có hoàn cảnh mà gọi là nó bế tắc. Và mình chỉ cho mọi người cái khu này là một khu sống đạo nên mọi người sẽ thấy nó rất là nhiều cái giáo xứ. Ở đây nó cũng có một cái giáo xứ nè, hay nghĩa trang gì nè, giáo họ du xe gì đó nè. Hình như ở đây là khu sống đạo và đường này là đường Nguyễn Ái Quốc, ở Biên Hòa, Hồ Nai Biên Hòa. Thì cái giáo xứ của mình tới, mình sẽ chỉ đường cho mọi người coi nè. Tới cái gọi là cái giáo xứ Tây Hải nha. Giáo xứ Tây Hải, đây là giáo xứ Kim Bích nè. Bắt đầu cameraman chuyển góc qua bên kia giùm với. Rồi thì học Nguyễn Duy Phương. Tới xíu nữa, giáo xứ Tây Hải á. Là sát bên giáo xứ Tây Hải nó sẽ có một con đường chạy vào. Ở đây là mình nhớ đoạn đâu đây thôi nè. Đây. Trước mấy cái hàng cây nè. Đó. Giáo xứ Tây Hải nè, cấn chiếc xe tải rồi. Đây là giáo xứ Tây Hải này, mọi người thấy không? Đó, giáo xứ Tây Hải đó. Và sẽ có một cái con đường đi vào. Đây có khu phố văn hóa, khu phố 4, phố Nai Biên Hòa này. Mọi người sẽ đi vào. Đi vào trong cái đường bên cạnh giáo xứ Tây Hải này. Mình chỉ rất là chi tiết cho mọi người dễ đi nhé. Còn mọi người cứ lên Google bấm giáo xứ Tây Hải Hồ Nai Biên Hòa là nó ra thôi. Mọi người sẽ chạy vào và gặp một cái khu nghĩa trang. Sau đó mọi người rẽ trái, rẽ phải chứ quên. Ngoài này vô rẽ phải. Và mọi người sẽ tới cái khu nghĩa trang thai nhi. Con đường này thì chỉ đủ cho một chiếc xe chạy vào thôi, cho hai chiếc mà đối đầu nhau là thua. Đây nè, mọi người đang đi tới nè. Đó, mọi người thấy cái khu bên tay phải không? Đó, có một cái khu là đó, cái chỗ này gọi là nghĩa trang thai nhi đó. Đây, mình đang vừa đi tới đây. Bây giờ mình sẽ xuống để quay chi tiết cho mọi người xem nhé. Bên này là nghĩa trang của cái xóm đạo này. Đây là nghĩa trang của xóm đạo, còn bên tay phải là nghĩa trang của thai nhi. Chào mọi người, mình vừa đi ra từ nhà tạm lánh của giáo xứ Mai Tiến. Thì bây giờ mình ghé dẫn mọi người đến thăm một cái nơi này gọi là nghĩa trang thai nhi. Hồi nãy thì mấy anh em VC cũng vừa tổ chức, vừa nấu một bữa cơm thân mật của VC với mấy chị em mà gọi là mang thai ngoài ý muốn á, mọi người đó, mang thai ngoài ý muốn. Nhưng mà gia đình sợ gia đình biết. Chọn một trong hai cách, một là phá thai, hai là giữ lại. Thì cái nhà tạm lánh Mai Tiến này á, được một vị linh mục. Mình sẽ để tên thông tin của vị linh mục đó ở phần mô tả cho mọi người xem. Và đây là một cái nghĩa trang. Mà nghĩa trang thai nhi nằm ở đâu thì mình không biết nữa, nhưng mà mình nhớ nó nằm ở đâu trong này thôi. Và cái nhà tạm lánh đó cô ơi, cho con hỏi cái nghĩa trang thai nhi nằm ở chỗ nào vậy? Dạ rồi con cảm ơn cô. Cái nơi này á là đã gọi là cưu mang một cái người của một cái người dì của mình, và hiện tại cũng là một cái người ở trong nội bộ của VC mình luôn, để giữ lại một đứa bé đó. Tại vì giờ nhiều người cái văn hóa họ còn cổ hủ lắm về cái vấn đề mà mang thai trước hôn nhân. Đây tới rồi. Hoa mày cắm đâu vậy Phượng? Hoa cắm đâu ta? Mời con dao đi.
Cái nghĩa trang này hình bàn tay thì mang ý nghĩa là bàn tay của Chúa để cứu vớt những cái linh hồn mà bé bỏng á. Mình là một người con của đạo Phật, nhưng mà với Thiên Chúa Giáo thì mình có cái đức tin và cũng có một cái sự tôn trọng rất cực kỳ lớn. Tại vì những cái giáo xứ, những cái nhà thờ, những vị linh mục đã cố gắng để làm hết sức mình cho cái công cuộc mà gọi là tốt đời đẹp đạo á, chăm sóc cho cả những cái người sống nè, an sinh xã hội nè, rồi dạy cho những cái người mà ở vùng sâu vùng xa có những cái học thức mà họ khó có cơ hội để tiếp cận được. Mình đã tiếp cận được rất là nhiều linh mục và rất là giỏi. Sắp tới thì WC sẽ cùng bảo trợ một phần nào đó trong cái quỹ từ thiện của WC Barber Shop cho cái giáo xứ này. Và cái thông tin của ai mà muốn ủng hộ cho cái này, cái nhà tạm lánh hồi nãy thì thật sự là mình không có ghi hình ở trong được. Tại vì lý do rất là nhiều lý do, tại vì một số người họ muốn tạm lánh gia đình, họ mới vào trong này ở mà mình lại ghi hình lên như thế. Và mọi người phải hiểu là đơn giản là họ không có muốn ngoài xã hội biết và gia đình của họ biết, mình lại ghi hình ở trong đó thì không được. Nên trong đó là mình sẽ không có ghi hình, mình chỉ ghi hình cái phần bên ngoài này thôi. Nên ai có cơ hội thì lại tới cái nghĩa trang này để viếng. Mọi người cứ tìm nghĩa trang Thai Nhi Giáo xứ Mai Tiến là sẽ biết. Hai bàn tay này tượng trưng cho hai bàn tay của Chúa để cứu mang những em bé nhỏ mà bị cha mẹ chối bỏ vào ngày Chủ nhật cuối cùng của một tháng sẽ được làm lễ ở đây. Và có rất là nhiều thai nhi được thu gom lại và chôn cất tại nơi đây. Ở đây cứu mang cả những cái chị em, có những chị em nào đã xem được video này mà cảm thấy mà trong cuộc sống vì cái vấn đề mang thai trước hôn nhân bị cái người yêu mình chối bỏ, hoặc là vì cái vấn đề gì đó về gia đình, về văn hóa, về xã hội gì đó mà sợ những người khác biết. Và trước khi mọi người nghĩ tới cái việc là mình sẽ phá thai thì hãy tới đây. Cái nhà tạm lánh của đây là Giáo xứ Mai Tiến đúng không Phương? Giáo xứ Tây Hải, lộn, hồi nãy giờ mình nói lộn. Nhà tạm lánh Mai Tiến, Giáo xứ Tây Hải. Ở đây được cai quản và được tạo ra bởi cha linh mục Nguyễn Văn Tịch. Thì cho mình vứt rác ở đây tí rồi đó. Nghĩa trang Thai Nhi, Ban bảo vệ sự sống và giáo phận Xuân Lộc. WC chỉ là một phần nhỏ thôi và mong sắp tới cái quỹ thiện nguyện của WC Barber Shop sẽ hỗ trợ cho cái nghĩa trang Thai Nhi này một phần để gọi là cái nơi mà gọi là an nghỉ của các em, và mong các em được đầu thai chuyển thế theo cái tư tưởng của mình là người theo đạo Phật là như thế. Còn bên Thiên Chúa Giáo thì mong các em được về với bàn tay của mẹ, của Chúa. Và
mình cũng rất là mong những cái bạn, mình nhắc lại thêm một lần nữa là những cái bạn mà cơ nhỡ trong cái vấn đề hôn nhân nè, mang thai ngoài ý muốn, mà nghĩ tới vấn đề phá thai, sảy thai thì hãy nhớ tới nhà tạm lánh Mai Tiến này, nơi sẽ cứu mang mọi người. Và mình xin tạm dừng cái video ở đây. Chúc những người gọi là những cái điều bình an và may mắn nhất cho những người đang được xem cái video này. Và nếu có duyên thì hãy tới đây để viếng, để thăm nhà tạm lánh Mai Tiến, để viếng nghĩa trang thai nhi, để mà cảm nhận những cái cảm xúc mà rất là khó để mọi người cảm giác được khi mà ở bên ngoài. Cảm ơn mọi người. Đây là những cái bào thai á mọi người, những bào thai mà được cha nhặt về từ những cái nơi mà phá thai á, rất nhiều, một điều mà gọi là rất buồn luôn á. Mọi người biết ở đây là biết bao nhiêu cái thai nhi đang được bỏ đây không mọi người, nhiều lắm. Bên này thôi. Tại vì thường thường gom tới chủ nhật cuối tháng mới đi an táng một lần. Đây là cách mà chị ấy chuẩn bị một cái bộ đồ cho những cái em bé mà khi mà đưa về giáo xứ. Chị nói lại cái đồ mới chị, hồi nãy cha nói sao ta? Với cha khi các em mắc đã rất là đau khổ, cho nên là cha muốn tất cả các em khi mắc đi là phải được dùng tất cả đồ mới, dạ, để tắm liệm cho các em. Dạ. Điều đó là một cái nhỏ nhoi nhất, nhưng cha cũng muốn tất cả cái dùng đồ mới hết. Dạ. Thì các em mất đi đã rất đau khổ rồi. Trung bình là một ngày là khoảng bé lớn thì ít gì hả? Dạ, bé lớn trung bình là 1 đến 2 em. Dạ. Em nhỏ bình thường thì một ngày 20 có dạ. Ngày thì mười mấy cũng có tùy ngày. Nhiều dữ vậy ta. Dạ. Mình lấy ở những cái chỗ mà họ nạo phá đó, họ có biết mình lấy không? Mình vừa biết ở đây á, cái chị vừa nãy á, chị mới chia sẻ ở đây là cái nơi tắm cho các bé trước khi mà bỏ vào ở trong cái nhà bên trong. Ở trong đó thì bỏ vào tủ lạnh để bảo quản lại, và chủ nhật cuối tháng thì mới bắt đầu cho một lần. Và cái nơi này á, là có thể nói là có thể đã tắm cho hàng ngàn, hàng vài chục ngàn em ở ngay cái địa điểm này đó. Các em mặc dù chỉ một giọt máu cũng có, khoảng bằng góc này cũng có, một bàn tay cũng có, hoặc là những em đã 7, 8 tháng, 9 tháng rồi vẫn có.
Thì ở trong thì mình thấy hồi nãy mình có mở ra cho mọi người xem rồi đó, nó khoảng tầm mười mấy 20 bé lớn đó. Còn lại mấy cái hũ mà nhỏ 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 đậy cái nắp đỏ đó là các bé nhỏ, rất là lớn. Đây cái nơi mà tắm rửa cho các bé đây. Ở đây thật sự những bạn nào mà đối với mình thì mình không sợ nha, chứ những bạn nào mà về tâm linh các bạn sợ thì các bạn sẽ tới đây, nhiều khi các bạn nhìn những cái cảnh này có khi các bạn ám ảnh á. Mình vừa biết được một cái thông tin trên mỗi cái hai cái bàn tay của chúa này á, mỗi bàn này nó có khoảng tầm 7.000 tới 8.000, thậm chí có thể là hơn, tại vì có những bé rất là nhỏ. Dưới này là dở lên á, thì nó sẽ có khoảng tầm 7.000 tới 8.000 bé như thế. Và bây giờ nghe chị nói là tới cái ngón tay thứ 9 rồi. Tại một cái huyệt này nó sâu khoảng tầm là 3 đến 4 mét, 3 mét rưỡi tới 4 mét là xuống rất là sâu. Và chứa các bé rất là nhỏ bỏ trong cái hũ màu đỏ như thế. Nên đâm ra các bạn cứ nhẩm mình cho các chị nói có thể là 7.000, 8.000 hoặc là hơn. Thì mình cứ cho quy chung là 8.000 bé đi. Thì mình cứ các bạn cứ nhẩm ở đây nè. 8.000, 8 nè, 16 nè, 24 nè, 32 nè, 40 nè, 40.000 nè. Mình cứ tính là một bên này là 40.000, 40.000 bé. Thì khoảng bên này nữa, cộng bên này nữa thì trên dưới á. Đây là có ngón tay thứ tư. Tức là ngón tay thứ tư các mọi người nhìn đây nè, 1 2 3 4 là sau này vị trí ở đây nó sẽ có một cái ngón tay nằm ở đây nữa nè. Đây là thứ năm nè, mọi người nhìn cái dấu họ đang để mà vẽ cái bàn tay thứ năm không? Mọi người thấy không? Đây nè, đây nè. Thì tổng cộng ở đây thì nó sẽ có khoảng tầm 8.000. 8.000 bé được an nghỉ và chôn ở đây. Mọi người có thể thấy ở đây nhìn những cái chiếc kèn, những cái người hành hương họ tới họ để cho các bé chơi. Bên kia thì mình thấy những cái kẹo mút, những cái hoa hồng. Và ở những chỗ này thì mình thấy hoa lúc nào cũng rất là nhiều và rất là tươi. Ở đây thì cái chỗ này á là chỗ của những cụ già lớn tuổi, những cụ già lớn tuổi hoặc là những cái người mà gọi là sao ta, nghe chị ấy chia sẻ là đa phần là không có nơi nương tựa thì về đây. Những cái ngày cuối đời, những cái xã hội không còn ai chấp nhận, gia đình không còn ai để nương tựa nữa cả, thì họ về đây, cha mang về đây để mà cưu mang các cụ những ngày cuối đời trước khi các cụ mất. Thì khi các cụ mất, nếu một thời gian sau mà vẫn gia đình vẫn không có ai tới nhận thì sẽ được gọi là thiêu rồi an táng ở đây. Đây là vị trí an táng của các cụ. Một cái điều rất là buồn là một ngày có thể là thu gom ở những cái điểm mà nạo phá thai đó, tới vài chục tới vài trăm một ngày. Nhưng mọi người nhớ nha, một ngày vài chục tới vài trăm, mà trung bình là khoảng vài chục. Mọi người nghĩ nó có một số rất là khủng khiếp, mà chỉ là một cái khu ở đây thôi nha. Còn cả Việt Nam mình nữa thì mọi người đếm không hết luôn. Mong những cái việc này nó đừng có xảy ra nữa. Cái vấn đề mà sảy thai thì mình chấp nhận, tại vì sảy thai là một cái vấn đề mà không ai mong muốn đến. Còn vấn đề mà nạo phá thai này thì mình mong một ngày nào đó thì cả nước mình bây giờ đã có cái ngày mà chống nạo phá, gọi là ngày vì phản đối cái vấn đề nạo phá thai rồi. Mình mong một ngày nào đó thì nó đừng có tiếp diễn vấn đề nữa, tại vì nó quá khủng khiếp. Mà những cái bạn trẻ bây giờ đã làm được thì có trách nhiệm. Chuyện gì nó cũng ở đó thôi. Ngày xưa mình có con, nhiều khi mình cũng chưa chuẩn bị tâm lý để có con, nhưng mà cuối cùng giờ chuyện đâu nó vào đó, là có thằng con hạnh phúc vui lắm.